Hello, xin chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Chung The Channel. Mấy hôm vừa rồi có bạn hỏi mình là tại sao không thấy ra video về cái vlog tập này. Thì mình nói thật là mình đi tập khá là đều. Nếu mà hôm nào đi tập cũng quay lại và up ý, một năm có thể đến hàng 1-2, phải hơn 200 cái video, nó sẽ hơi bị rác. Vậy nên mình sẽ quyết định là up theo từng tuần một. Mình sẽ update theo từng tuần cho các bạn. Thì mỗi tuần trung bình hiện tại là mình tập từ 4 buổi. Và đây là tuần tập thứ 3. Và nói thật là tuần này mình hơi lười ghi hình lại. Thế nên một số buổi tập ấy, nó sẽ bị thiếu bài. Nhưng mình sẽ vẫn nốt ở phần miêu tả bên dưới cho các bạn xem. Mình bắt đầu vào buổi đầu tiên nhá. Với buổi thân dưới thứ nhất thì mình vẫn bắt đầu với cái bài squat với thanh safety bar. Nhưng mình dự tính là sẽ không tập cả thanh safety bar trong một số tuần tới, mà mình sẽ chuyển sang biến thể là barbell back squat. Tại vì lôi cái thanh bar này ra hơi lít kích, hơi mất thời gian của mình. Tiếp đến là bài Romanian deadlift. Đợt này thì mình cũng tăng tạ cả hai bài squat và bài deadlift. Thì bài squat mình lên là mức 70 cân, còn bài deadlift này mình cũng lên mức 70 cân và mình tập 3 hiệp, mỗi hiệp 12 cái. Còn bài squat mình tập 70 cân là 7 rep với cả 4 hiệp. Sau hai cái bài dạng compound mà sử dụng nhiều đến cái core stability thì mình tiếp tục với cả biến thể tập đủ trước, nhưng mà mình tập với máy để giảm tải cho cái vùng kho lẫn hệ thần kinh. Thì mình đạp một chân ở bài leg press với mức tạ là 160 pound nhân 2 set, mỗi set mình tập 10 rep. Mức tạ ở bài leg press này ở tuần này nó khá là vừa, tại vì đến cái rep thứ 9 thứ 10 mình bắt đầu cảm giác cái tốc độ đi của chân nó giảm đi rõ rệt. Thì như mình hay nói, mình thường dựa vào tốc độ di chuyển của chuyển động hay là di chuyển của tạ để xác định xem là mình đã đến cái ngưỡng sắp thất bại hay chưa. Và tuần này mình có thêm một bài nữa, đấy là bài hip extension, hay có thể gọi là hyper extension. Thì với biến thể này, mình muốn tập trung nhiều vào cái chuyển động extension là chuyển động duỗi hông, thì nó sẽ vào nhóm cơ mông và nhóm cơ đùi sau. Này mình tập với cả 15 rep 2 hiệp. Tiếp đến là bài tập ưa thích, đấy là bài sled drag, bài kéo tạ đi trên thảm cỏ nhưng mà mình kéo ngược. Thì bài này luôn luôn cho mình cảm giác cực kỳ căng ở vùng đùi trước, đùi sau, bắp chuối và vùng mông. Đây là bài rất tuyệt vời nếu các bạn muốn xây dựng, phát triển sức mạnh hay là cơ bắp ở vùng thân dưới. Và các bạn hoàn toàn có thể tập nó vào cái buổi tập thể lực riêng được. Trong buổi này mình kéo với mức tạ là 160 pound và cảm giác nó hơi nặng. Có thể sang tuần mình sẽ giảm đi khoảng 5 đến 10 pound. Với hai bài cuối mình cũng tập như tuần trước thôi, là bài lying leg curl tập cho vùng đùi sau và bài leg extension tập cho vùng đùi trước. Thì nó khác với tuần trước một chút là mình sử dụng cái phương pháp gọi là rest pull. Có nghĩa là ví dụ trong bài đùi sau này, mình tập từng chân một, mỗi chân mình tập cái set đầu tiên là 11 rep. Sau đó mình nghỉ khoảng tầm 5 đến 10 giây, mình tiếp tục tập luôn cái mức tạ như vậy là 5 rep. Và đến hiệp thứ 3 mình lại tiếp tục nghỉ khoảng 5 đến 10 giây và tập cho đến khi nào hết sức thì thôi. Và mình tập tổng cộng là 3 cái mini set cho một cái hiệp như vậy. Thì mình thường áp dụng phương pháp drop set hay là pull set, rest pull set cho những cái bài cuối cùng của vùng thân dưới hay là vùng thân trên. Tiếp tục đến buổi tập thứ hai, đấy là buổi thân trên thứ nhất của tuần này. Thì ở buổi này mình đã tăng cái mức tạ bench lên là 75 cân. Mình tập 3 set, set đầu tiên mình tập 75 cân nhân 7 rep. Set thứ hai mình hạ xuống 70 cân nhân 9 rep. Và set cuối cùng mình hạ xuống là 65 cân, mình tập cả 10 rep. Thì đây là cái kiểu phong cách tập người ta gọi là reverse pyramid, có nghĩa mức tạ sẽ hạ dần nhưng mà tăng số lượng rep lên. Tiếp đến là bài chin up. Đợt này mình bắt đầu kẹp tạ nặng hơn rồi, mình kẹp có 35 pound và mình kéo vào 7 rep. Set sau mình hạ xuống kẹp của 20 pound thôi. Và set cuối cùng mình kéo bằng trọng lượng cơ thể mình là 11 rep. Tổng cộng mình kéo 3 set. Thì cũng giống như cái phương pháp mình tập ở trong cái bài bench, đấy là mình hạ dần mức tạ và tăng dần số rep lên. Cái điều này sẽ giúp chúng ta vừa tập được nặng và vừa có thể huy động được rất nhiều nhóm cơ ở những cái set sau. Tiếp theo là bài one arm cable row.
Và bài này mình kéo với cả góc mở tay khoảng 45 độ. Thì với góc mở tay 45 độ này sẽ tập trung nhiều được vào cái phần cơ vai sau hơn. Và có thay đổi một chút trong bài này, nghĩa là mình kê thêm một cái tấm thảm ở dưới mông. Tại vì cái máy này so với mình ấy, nó bị cao quá, thì mình buộc phải kê thêm một cái tấm thảm này để cái đường kéo nó được đẹp hơn, nó thẳng hơn. Bài kéo cáp này mình tập 3 hiệp song song với cả bài đẩy ngực trên. Mình tập theo dạng be set. Nghĩa là tập một bài xong mình nghỉ khoảng tầm 1 phút, 1 phút rưỡi, mình chuyển sang bài kia luôn. Và tập xong bài kia mình nghỉ 1 phút, 1 phút rưỡi, xong lại chuyển lại cái bài cũ. Bài đẩy ngực này mình đẩy với 20 cân, 3 set, mỗi set 12 cái. Độ dốc ghế là 35 độ. Bài tiếp theo dạng be set, đấy là bài kéo cáp một tay hay là one arm lat pull down. Đây là bài tập cực kỳ ưa thích của mình ở giai đoạn này. Nó tập trung vào nhóm cơ xô rất là rõ. Bài này mình tập với cả 2 set thôi, mỗi set 15 lần. Giống với cả bài seated overhead press mình tập ngay sau đây. Thì đây là một cái bài mới mình đưa vào trong cái tuần này. Nếu bài đứng đẩy tạ đơn, mình tập 2 set với quả hiệp đầu 12 cân, hiệp sau mình tăng lên 14 cân. Thì mỗi set mình tập với cả 15 rep. Bài này các bạn lưu ý là mình sẽ gồng ổn định vùng thân dưới nhé. Bài tiếp theo mình muốn tập trung cho vùng vai giữa. Trong bài kéo cáp này, nếu mà bạn đưa cái vùng cánh tay nó ra xa hơn một chút, nó ngang với thân người ấy, thì nhóm cơ tham gia vào nó sẽ vào nhóm cơ vai sau nhiều hơn. Nhưng mình muốn tập trung vào nhóm cơ vai giữa nên cái quãng đường nó cũng hạn chế. Và bài này mình tập một set thôi, nhưng mà một set drop set cho mỗi bên tay. Đấy là 3 set nhỏ cho một bên vai. Tiếp theo là bài tập tay trước và tay sau. Thì mình cũng áp dụng phương pháp drop set. Mỗi một hiệp tập sẽ là 3 cái mini set. Bạn cũng nên lưu ý làm sao setup cho cái dây cáp ấy, nó đi được hết cái biên độ, nó không bị cấn ở cái khoảng rom đầu hay là khoảng rom kết thúc của bài. Tương tự như cái bài kéo tay sau này cũng vậy, nên setup độ cao làm sao cho nó phù hợp để mình có thể cảm nhận cái việc tay duỗi hết ở cuối chuyển động. Ở buổi thân trên thứ hai, lần này mình đã tăng mức tạ deadlift lên là mức 120 cân. Tuần trước mình tập 100 cân thôi. Và mức 120 cân này mình tập 3 hiệp, mỗi hiệp từ 6 cái. Trong buổi này thì cảm giác gồng thân trên và lực đạp của mình đã cải thiện hơn so với tuần trước rồi. Như tuần trước, cái bài tiếp theo ở vùng đùi mình đã chọn bài hack squat. Nhưng do hôm nay cái ghế hack squat nó đang có người tập nên mình chuyển sang bài back squat luôn. Và mình cảm giác việc gồng và việc đạp trong bài back squat mình nó đã trở lại khá là tốt. Thân trên gồng cũng ổn định và đạp cũng ok hơn. Tiếp theo là bài single leg deadlift ưa thích. Và ở trong bài này các bạn lưu ý nhé, sẽ cần luôn luôn cảm giác được vùng gót, nhất là vùng gót và vùng ngón cái. Khi bạn trụ vào chân phải, hãy cố gắng đưa cái chân trái về sau, duỗi thẳng và đi lên trên. Như vậy sẽ vào vùng đùi sau, vùng mông nhiều hơn. Đến là bài split squat. Lần này mình để hai cái tấm thảm ở hai bên chân trước chân sau. Để làm gì? Để cho cái chiều chuyển động nó được rộng hơn, nó được dài hơn. Từ đó sẽ vào nhóm cơ mông và nhóm cơ đùi trước của mình nó được nhiều hơn. Với cái biến thể single leg này, bạn hoàn toàn thể chọn là Bulgarian split squat hay là Piston squat, để tùy vào cái sở thích và cái mục đích của bạn. Tiếp đến là buổi thân trên thứ 2 hay là buổi thứ 4 trong tuần mình. Thì buổi này mình quay có mỗi 2 video thôi. 2 bài đầu, đấy là bài đẩy vai tạ thanh đứng và bài đẩy ngực nghiêng. Bài overhead press này mình đã tăng thêm 5 cân so với tuần trước. Nên tuần này mình đẩy 45 cân và nhân với cả 7 rep một set, mình tập 4 hiệp. Ở tuần này các bạn thể thấy là cái động tác này mình đã ổn định hơn rất là nhiều. Nghe vùng thân dưới, vùng bụng, vùng mông gồng đã tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo là bài incline dumbbell press. Lần này mình để độ dốc ghế là 15 độ và mình đã tăng lên khoảng 34 cân. Và cũng rất là ok khi mình thực hiện được cái bài này với hiệp đầu tiên là 7 rep với 34 cân. Ở những hiệp sau mình hạ xuống ở mức 30 cân nhân 10 rep và 28 cân nhân 12 rep. Rất xin lỗi khi mình không quay đủ tất cả các bài tập mình tập trong tuần này. Và ở tuần sau mình sẽ cố gắng quay đầy đủ tất cả các bài để các bạn có cái nhìn nó tổng quát hơn. Và một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy ấn nút like, nút subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Một lần nữa, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.